Hầu như tất cả mọi người đã từng một lần trong cuộc đời bị trào dịch dạ dày lên trên khoang miệng hoặc là đã từng bị nóng rát, bỏng rát cái vùng ngực ở sau xương ức. Đây là hai triệu chứng rất là điển hình của bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Ngoài ra còn rất nhiều những cái triệu chứng thường gặp khác của bệnh như là vướng họng, rồi ho kéo dài, rồi luôn luôn cảm giác vướng mắc ở họng, viêm thanh quản mạn hay là viêm phổi. Hôm nay phòng soi sẽ trao đổi với các bạn về các triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày thực quản, cách chẩn đoán cũng như là cách tiếp cận để điều trị. Xin mời các bạn. Bình thường, khi ta nuốt thức ăn từ miệng qua họng, phản xạ nuốt sẽ làm cho cơ thắt trên thực quản mở ra để miếng thức ăn vào thực quản. Nhu động đẩy thức ăn di chuyển dọc theo thực quản. Cơ thắt dưới mở ra để thức ăn vào dạ dày, rồi lại đóng chặt lại, không để cho dịch dạ dày trào ngược lên trên thực quản. Ở người bình thường, người ta có thể trồng cây chuối, đầu trúc xuống đất, chân trồng ngược lên trời, nhưng dịch dạ dày không trào xuống miệng. Đây là do hoạt động hoàn hảo của cơ thắt dưới này. Khi cơ thắt dưới hoạt động không còn hoàn hảo, dịch dạ dày sẽ trào ngược lên trên thực quản. Tình trạng này gọi là trào ngược dạ dày thực quản, và chúng ta có thể không hề có triệu chứng. Tuy nhiên, tình trạng này trào ngược thường xuyên hơn, nặng hơn, gây ra các triệu chứng rầm rộ hơn, ta gọi là bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Theo Hội Tiêu hóa của Hoa Kỳ thì bệnh trào ngược dạ dày thực quản được định nghĩa là các cái triệu chứng và các cái biến chứng của dịch axit ở dạ dày trào ngược lên trên thực quản, và xa hơn nữa là khoang miệng, họng và thậm chí là cả đường thở. Để có một cách nhìn tổng quát, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về phân loại Montreal năm 2006. Triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản sẽ được phân chia thành các cái hội chứng ở tại thực quản và các cái hội chứng triệu chứng ở ngoài thực quản. Ở tại thực quản thì sẽ được chia ra gồm có các hội chứng về cơ năng và không có các cái tổn thương ở trên thực thể. Đó là các trường hợp mà có triệu chứng trào ngược dạ dày điển hình với chớ và ợ nóng, và các trường hợp đau ngực, các hội chứng đau ngực do trào ngược. Các cái trường hợp có triệu chứng kèm theo tổn thương ở thực thể, đó là các trường hợp viêm thực quản trào ngược, hay các trường hợp biến chứng của trào ngược dạ dày thực quản kéo dài gây ra hẹp thực quản, Barrett thực quản và ung thư thực quản. Và các cái triệu chứng ở ngoài thực quản sẽ được chia làm hai loại, đó là một là những cái triệu chứng mà đã nhiều nghiên cứu tìm ra mối liên quan rõ ràng, đó là các hội chứng ho do trào ngược, các hội chứng viêm thanh quản do trào ngược, các hội chứng hen do trào ngược và hội chứng bào mòn răng do trào ngược. Về các cái nhóm mà đề xuất mà chưa là rõ ràng cái mối liên quan, cần thêm các cái nghiên cứu, đó là các hội chứng, các triệu chứng viêm họng mạn, các trường hợp viêm xoang mạn, các cái triệu chứng viêm, các trường hợp xơ phổi tự phát và viêm tai giữa tái phát. Triệu chứng trào ngược dạ dày điển hình đó là chớ và ợ nóng, là cảm giác nóng rát, bỏng rát, đau ở vùng thượng vị lan dọc sau xương ức lên cổ, thường xảy ra sau khi ăn no, khi nằm ngủ hoặc khi tập thể dục. Triệu chứng nặng hơn khi nằm ngửa hoặc ngồi cúi người ra trước. Có các thuốc kháng axit, các triệu chứng sẽ thuyên giảm. Là sự trào ngược dịch dạ dày lên khoang miệng, họng. Người bệnh cảm thấy có vị chua, nóng ở vùng miệng. Đôi khi dịch axit hay dịch thức ăn trào ngược lên, người bệnh có thể cảm nhận thấy và có thể tự luốt luôn xuống quay trở lại thực quản. Triệu chứng này xuất hiện và tăng lên khi gấp người ra trước hoặc làm các động tác làm tăng áp lực trong ổ bụng. Khi dịch axit ở từ dạ dày trào ngược lên phía trên thực quản, có thể gây ra các triệu chứng đau giữa ngực, bỏng rát ở giữa ngực, lan sau lưng. Trong số các bệnh nhân đau ngực nghi do các thắt mạch vành thì có 30% các trường hợp mà mạch vành bình thường, và tỷ lệ trào ngược dạ dày thực quản có thể chiếm tới 50% trong các trường hợp mạch vành bình thường này. Người ta cũng thấy rằng là tỷ lệ bị trào ngược dạ dày thực quản có thể chiếm tỷ lệ từ 23 đến 100% các trường hợp đau ngực mà không do nguyên nhân tim mạch. Các cái trường hợp mà đau ngực mà không do nguyên nhân tim mạch, nội soi dạ dày có thể phát hiện là viêm thực quản trào ngược chiếm tỷ lệ từ 0 cho đến 47%. Điều trị thử bằng liệu pháp ức chế bơm proton cũng rất có giá trị để chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản với những trường hợp mà đau ngực không nghi do nguyên nhân tim mạch. Với các trường hợp trào ngược dạ dày thực quản có tổn thương thực thể ở thực quản, đây chính là các trường hợp có biến chứng viêm thực quản trào ngược độ A hoặc độ B theo phân loại của Los Angeles mà chúng tôi đã trình bày với các bạn trong phần trước. Các bạn có thể xem lại tại đây. Thì các trường hợp này hoàn toàn có các triệu chứng điển hình của trào ngược như là nóng, chớ. Ngoài ra, khi mà tình trạng trào ngược dạ dày thực quản kéo dài có thể gây các biến chứng như viêm thực quản trào ngược độ C, độ D, hẹp thực quản, Barrett thực quản và thậm chí là ung thư thực quản. Thì nó có thể có thêm các triệu chứng khác như là nuốt nghẹn, nuốt vướng, gầy sút cân, thiếu máu. Khi cái thắt dưới thực quản hoạt động không hiệu quả, dịch axit dạ dày trào lên trên thực quản, gây ra các triệu chứng tại thực quản như đã trình bày ở trước. Nếu cái thắt trên thực quản hoạt động tốt, dịch dạ dày không thể trào ngược lên họng, miệng được. Tuy nhiên, khi cả cơ thắt trên rối loạn, dịch dạ dày có thể trào qua thực quản, vào ngã ba hầu họng, thậm chí trào cả vào đường thở. Tình trạng trào ngược này kéo dài sẽ gây tổn thương hạ họng và thanh quản mãn tính, gây ra một loạt các triệu chứng bao gồm ho kéo dài do trào ngược, viêm thanh quản mãn tính do trào ngược sẽ gây khàn tiếng, đau họng, vướng họng, hội chứng hen phế quản do trào ngược, các triệu chứng khó thở, thở rít hoặc sặc sụa về đêm, hội chứng bào mòn răng do trào ngược. Mặc dù trào ngược dạ dày thực quản là một bệnh lý rất thường gặp và nó gây phiền toái cho rất nhiều người, thế nhưng cho đến hiện nay thì trên thế giới cũng như ở Việt Nam chưa hề có một tiêu chuẩn vàng nào để chẩn đoán được bệnh này. Để chẩn đoán được trào ngược dạ dày thực quản, chúng ta phải dựa vào các cái phương tiện sau. Thứ nhất đó là các triệu chứng lâm sàng điển hình, đó là chớ và ở nóng. Thứ hai đó là chúng ta phải loại trừ được các cái bệnh lý khác. Và thứ ba đó là chúng ta dựa vào cái bộ câu hỏi để trắc nghiệm xem về bệnh trào ngược. Thứ tư là chúng ta sẽ dựa vào cái liệu pháp điều trị thử. Và thứ năm là chúng ta sẽ dựa vào nội soi dạ dày. Và ở nước ngoài thì có các phương tiện khác như là theo dõi pH ở thực quản, theo dõi đo áp lực trong thực quản, hay đo độ trở kháng ở trong thực quản. Ở Việt Nam thì chưa có những cái phương tiện này. Các bệnh lý cần phải chẩn đoán phân biệt trước khi chẩn đoán bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản bao gồm bệnh mạch vành, bệnh sỏi mật, sỏi túi mật, ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày, loét hành tá tràng, rối loạn vận động của thực quản do co thắt tâm vị, co thắt thực quản lan tỏa, bệnh viêm thực quản do thuốc, viêm thực quản do tăng bạch cầu ái toan. Bộ câu hỏi GERD được áp dụng khi bệnh nhân nghi ngờ trào ngược dạ dày thực quản mà không có các triệu chứng điển hình và đã loại trừ được các bệnh lý nguy hiểm khác. Bộ câu hỏi này dựa trên tần suất xuất hiện của các triệu chứng trong vòng 1 tuần qua của các triệu chứng bao gồm ợ nóng, ợ chua hay chớ thức ăn, triệu chứng đau vùng thượng vị trên rốn, triệu chứng buồn nôn, triệu chứng không ngủ về đêm do ợ nóng và chớ. Triệu chứng cần phải uống thêm thuốc khác ngoài các thuốc kê toa vì ợ nóng hoặc chớ. Khi tổng điểm dưới 7 điểm thì ít nghi ngờ bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Tổng điểm trên 8 điểm thì rất nghi ngờ bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản và ta có thể áp dụng điều trị thử. Liệu pháp điều trị thử được áp dụng khi bệnh nhân có triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản điển hình hoặc nghi ngờ trào ngược dạ dày thực quản có điểm GAD-Q trên 8 điểm và đã loại trừ được các bệnh lý nguy hiểm khác. Thuốc được chỉ định sử dụng là các thuốc ức chế bơm proton với thời gian sử dụng là 8 tuần. Sử dụng liều chuẩn, khởi đầu dùng 1 viên trên ngày trước bữa ăn sáng khoảng 30 đến 60 phút. Cần kết hợp với thay đổi lối sống. Nếu bệnh nhân có đáp ứng tốt với điều trị sẽ không cần bất kỳ thăm khám nào khác. Nếu bệnh nhân chỉ đáp ứng một phần hoặc không đáp ứng sẽ cần thêm làm các thăm dò khác như chỉ định nội soi dạ dày. Nội soi dạ dày không cần áp dụng nếu bệnh nhân có triệu chứng điển hình và đáp ứng tốt với điều trị mà không có các triệu chứng báo động. Nội soi dạ dày có thể phát hiện các biến chứng viêm thực quản trào ngược hoặc Barrett thực quản ở 25 đến 30% các trường hợp trào ngược dạ dày thực quản. Sinh thiết dạ dày tìm vi khuẩn HP hoặc sinh thiết đầu xa ở thực quản là không cần thiết để chẩn đoán treo ngược dạ dày thực quản. Khi kết quả nội soi dạ dày bình thường, chúng ta cũng không loại trừ được bệnh treo ngược dạ dày thực quản. Như vậy, để chẩn đoán bệnh treo ngược dạ dày thực quản, chủ yếu chúng ta vẫn dựa vào lâm sàng điển hình, đó là chớ và ẩn nóng, kèm theo đáp ứng tốt với điều trị và loại trừ được các bệnh lý nguy hiểm khác. Bộ câu hỏi GERD cũng giúp ích cho chúng ta một phần nào. Nội soi dạ dày chỉ giúp ích cho chúng ta trong khoảng 25 đến 30% các trường hợp viêm thực quản trào ngược. Các phương pháp điều trị trào ngược dạ dày thực quản bao gồm thay đổi lối sống, điều trị nội khoa, sử dụng các thuốc ức chế bơm proton, các thuốc kháng thụ thể H2, các thuốc trợ vận động và các thuốc điều hòa cảm giác. Khi điều trị nội khoa thất bại, chúng ta sử dụng phẫu thuật và các dụng cụ hỗ trợ. Mục tiêu điều trị bao gồm loại bỏ các triệu chứng ợ nóng, chớ, giúp liền các vết trợt ở thực quản trong viêm thực quản trào ngược, giúp quản lý và dự phòng biến chứng, đặc biệt là Barrett thực quản và ung thư thực quản, đạt được sự duy trì khỏi bệnh, tránh tái phát. Thay đổi lối sống được áp dụng với tất cả các trường hợp mà bị trào ngược dạ dày thực quản và xuyên suốt quá trình điều trị. Đây là yếu tố rất quan trọng để kiểm soát các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản. Nâng cao giường, giảm cân với những trường hợp thừa cân béo phì hoặc tăng cân nhanh đã được rất nhiều nghiên cứu chứng minh có hiệu quả để điều trị trào ngược dạ dày thực quản. Ngoài ra thì tránh các đồ chua, đồ cay, các chất kích thích như là rượu, bia, caffeine và các chất béo như là các đồ ăn nhanh, đồ chiên rán. Ngoài ra thì người bệnh cũng không nên nằm ngay sau ăn ít nhất 3 giờ, tránh những cái vận động, những làm việc ngay sau khi ăn. Và bệnh nhân cũng cần phải kiểm soát các cái stress, những căng thẳng trong cuộc sống. Điều trị nội khoa trào ngược dạ dày thực quản thì các thuốc ức chế bơm proton là lựa chọn đầu tay với liệu trình điều trị trong vòng 8 tuần và với liều khởi đầu là liều chuẩn, dùng một lần trên ngày vào buổi sáng trước các bữa ăn khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Các thuốc ức chế bơm proton hiện có trên thị trường như là omeprazole, rabeprazole, lansoprazole, pantoprazole hay esomeprazole. Trong vòng 8 tuần điều trị, nếu bệnh nhân mà đáp ứng tốt thì chúng ta chuyển sang duy trì điều trị với cái liều thấp nhất mà người bệnh kiểm soát được các triệu chứng. Nếu sau 8 tuần điều trị này mà người bệnh đỡ ít các triệu chứng, đáp ứng một phần, chúng ta có thể tăng liều lên gấp đôi, dùng 2 lần một ngày vào trước bữa ăn sáng và trước bữa ăn tối 30 phút đến 1 tiếng. Và nếu tăng liều như vậy mà vẫn không kiểm soát được các triệu chứng thì chúng ta có thể phối hợp với các thuốc ức chế thụ thể H2, dùng 1 lần vào trước khi đi ngủ để kiểm soát tăng tiết dịch vào ban đêm, đặc biệt là với những trường hợp mà những người bệnh hay có triệu chứng tăng tiết dịch axit vào đêm khi ngủ. Và nếu như dùng các thuốc này cũng không có hiệu quả nữa thì chúng ta có thể sử dụng các thuốc trợ vận động như là metoclopramide hay là domperidone hay là baclofen. Và khi các thuốc trợ vận động này mà cũng không có hiệu quả nữa thì chúng ta cũng nên nhớ tới một nhóm thuốc nữa, đó là các thuốc kháng axit và anzilat. Đây là những thuốc cũng sẽ giúp ích phần nào trong những trường hợp trào ngược dạ dày thực quản. Và tất cả các biện pháp này cũng không có hiệu quả thì chúng ta cũng nên nhớ tới một cái nhóm thuốc nữa, đó là các thuốc điều hòa cảm giác đau, đó là các thuốc như là amitriptyline, các thuốc trazodone. Bởi vì hầu như tất cả các bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản rất dễ có những cái rối loạn lo âu. Chính vì vậy mà các thuốc này thường dùng sẽ có hiệu quả khá là rõ. Thế còn với những trường hợp mà áp dụng tất cả các phương pháp điều trị nội khoa này đều thất bại thì chúng ta có thể áp dụng các phương pháp thăm dò để tìm rõ nguyên nhân, rồi sau đó sẽ cân nhắc vấn đề phẫu thuật và những cái phương pháp hỗ trợ. Tất nhiên là tại Việt Nam thì những phương pháp phẫu thuật để điều trị trào ngược cực kỳ hạn chế.